Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo một thước phim mới và tôi sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng nhiều hiệu ứng hơn và phức tạp hơn. Các bạn hết sức chú ý. Tôi bấm vào biểu tượng thước phim thứ hai. Các bạn nhấn chuột phải, dùng phím A xoay qua bên này. E thấp xuống. Tôi chắc xoay qua đây chút xíu thì đẹp hơn. Ví dụ như tôi chọn góc này, tôi bấm Take Photo. Và tiếp tục tôi nhấn S xa ra. Nhấn D. Và chúng ta Take Photo lần thứ hai và lần thứ ba. Tôi kết thúc tôi đoạn phim thứ hai. Đây là đoạn 1. Đây là đoạn 2. Đoạn 2 này chúng ta sẽ cùng nhau cũng sử dụng Two Point Perspective ở phần camera. Tôi kéo cao hết cỡ lên. Rồi. Chúng ta bấm vào Effect. Và qua phần mây này, chúng ta vẫn sử dụng Volume Glow. Tôi tăng amount cao hơn một chút. Cho chiều cao cao lên. Làm mềm. Và chọn một vài loại kiểu mẫu khác. Hơi dày. Tôi sẽ sử dụng tiếp hiệu ứng sân. Tôi bấm vào đây. Và phần sân 2 này, chúng ta tăng giảm. Tôi bỏ phần này đi này. Chúng ta kéo phần sân Heading để thấy mặt trời ở góc này. Đây là ý đồ của tôi. Và dựa vào phương vị mặt trời này, tôi add thêm hiệu ứng tiếp theo. Các bạn chuyển về phần Aesthetic và bấm vào phần Gold Ray. Tạo những tia vàng, các bạn thấy rất chói phải không nào? Đơn giản thôi, chúng ta có thể sử dụng độ suy giảm. Các bạn cũng có thể tăng giảm độ dài của tia ở đây. Và chúng ta thay đổi cường độ. Trở về bên này, chúng ta có thể thay đổi sân 2 cao lên hay thấp xuống. Thay đổi phương vị. Bây giờ tôi bấm play xem thử. Muốn phần mây chuyển động, chúng ta tăng phần spell lên. Các bạn sẽ thấy hiệu ứng vô cùng ảo. Thật tuyệt vời đúng không nào các bạn? Và tại sao chúng ta đang xuất ngay video nhỉ? Tôi kéo lại và kết thúc video tại đây.